Cừu vui vẻ và soái xám, người bảo hộ của làng cừu. Tập 5: Tiến đến nhà ga. Cậu Lời, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Cậu muốn nói gì? Cậu nói to lên một chút. Tớ... Gì chứ? Tớ... Đói. Ôi trời, quả đúng là cừu lười mà. Để tôi đi tìm đồ ăn cho cậu nha. Cừu vui vẻ, các cậu ấy sao rồi? Bọn họ... Cừu vui vẻ bọn họ sao rồi? Tôi phải tới hỏi các cậu ấy cho ra lẽ mới được. Cừu lười, cậu đã hôn mê một tháng rồi. Bọn tớ cũng không biết cừu vui vẻ với các cậu ấy đang ở đâu nữa. Cũng không có tin tức gì của cừu trưởng thôn. Hiện giờ ở bên ngoài khắp nơi đều là binh lính đang truy tìm chúng ta. Hả? Cả thôn trưởng và mọi người đều là do tớ đã làm liên lụy tới các cậu. Các cậu đừng như vậy, hãy phấn chấn lên nào. Các cậu ấy vẫn cần chúng ta đến cứu đó. Nếu tìm được công chúa Minh Nhật, chúng ta sẽ tìm được cách cứu tất cả mọi người. Vậy nên bây giờ chúng ta phải mau chóng tìm được nhà ga. Ở đó sẽ có chuyến tàu đưa chúng ta tới hoàng cung. Nhưng mà hiện giờ bên ngoài có rất nhiều binh lính đang truy tìm chúng ta. Sợ gì chứ, bây giờ chúng ta đã có kỳ lực thạch rồi đó. Hả, cậu cũng có rồi sao? Nhưng mà vẫn còn một vấn đề, cậu vẫn chưa khống chế được kỳ lực thạch của mình mà. Chuyện này thì không có vấn đề gì cả, luyện tập nhiều hơn là được thôi. Sấm chớp tóc biến. Mau sang bên đó coi thử. Xem ra đúng là có vấn đề thật. Chúng ta mau tới đó kiểm tra thử xem. Hả? Mau bắt lấy con muỗi đó. Cũng đều là kỳ lực như nhau. Vậy tại sao sói xám lại không khống chế được nó vậy? Bởi vì ở Kỳ Miêu Quốc, kỳ lực được chia thành 3 loại. Loại đầu tiên chính là sức mạnh bẩm sinh của mỗi người dân Kỳ Miêu Quốc. Loại thứ hai chính là loại kỳ lực mà cừu lười đã sử dụng, có được nhờ vào hấp thụ kỳ lực thạch. Loại thứ ba chính là loại kỳ lực thuần tự nhiên, bắt nguồn từ hoang dã mà sói xám vô tình có được. Bởi vì nó là loại kỳ lực thuần tự nhiên cho nên sẽ khó khống chế hơn hai loại còn lại. Vậy thì cậu không được sử dụng lung tung đó. Được, tớ biết rồi mà. Cậu không được hành động lỗ mãng đó. Để tớ giúp cậu. Cẩn thận coi chừng nổ tung đó. Chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Khoan đã, chúng ta không thể nào cứ như thế này mà đi ra ngoài đúng không? Tớ có cách rồi. Báo cáo nữ vương, cừu vui vẻ và các ngài cừu đã chia ra trấn thủ khắp các thị trấn rồi. Người dân hiện giờ cũng chưa có động tĩnh gì ạ. Tốt lắm, chúng đúng là làm việc rất tốt. Đã vậy thì chắc thầy giáo cừu của bọn chúng còn lợi hại hơn. Nói không chừng ông ta đã giăng xong chiếc bẫy bắt trọn bọn Hạo Nguyệt rồi. Thưa nữ vương, thật ra quân sư vẫn đang tham quan cung điện ạ. Bẩm báo nữ vương, sau 3 ngày 3 đêm thì tôi cuối cùng đã tham quan hết cung điện này rồi. 3 ngày 3 đêm? Ngươi dùng bao nhiêu đó thời gian chỉ để tham quan cung điện sao? 3 ngày 3 đêm đã là nhanh rồi. Nếu là trước đó thì tôi còn phải mất tới hơn 10 ngày đó chứ. Kỳ thú cầu, người mau lấy kỳ thú cầu này và tìm ra người thích hợp. Sau đó biến hắn ta thành một con kỳ thú hung bạo. Sau này nó sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Nhớ là chọn được người càng mạnh thì kỳ thú cũng sẽ càng mạnh như vậy. Trở thành kỳ thú của tôi sao? Ây da!
Người mau lấy chúng đi. Phải rồi, nếu như mình lấy con kỳ thú này ném vào những kẻ làm phản nữ vương thì nhất định bọn họ sẽ phải nghe lời của mình. Vẫn là Hạo Nguyệt luôn có cách hay. Ôi, hả? Chờ đã. Cậu, mũ của cậu đổi ngược rồi kìa. Đúng đó, nó đã bị đổi ngược. Còn nữa, hai người các cậu mau đi theo tôi dọn đống đồ này. Làm thế nào đây? Nhà ga đã ở ngay phía trước rồi. Các cậu cứ tới đó trước đi, tớ và Phúc Lai sẽ nhanh tới ngay thôi. Nhưng mà cậu, yên tâm đi, bọn họ nhất định không nghi ngờ chúng ta đâu. Các cậu đi trước đi. Ừ. Tới đây. Câu lười với sói xám rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ? Bóng lưng đó là trưởng thôn à? Cựu trưởng thôn. Trưởng thôn à, cháu nhớ ông quá. Cậu trưởng thôn, tôi cũng nhớ ông lắm đó. Cuối cùng ta cũng tìm được hai người rồi. Trưởng thôn à, sao đuôi của ông lại thay đổi mất rồi? Trưởng thôn à, mặt của ông. Ta nhớ các cháu quá đi mất. Mau chạy thôi, cựu trưởng thôn đã bị khống chế mất rồi. Ai cũng đừng hòng chạy thoát. Ta sẽ lập tức bắt hai người lại giao nộp cho nữ vương. Kỳ thú cầu. Kỳ thú cầu sao? Mau tránh ra. Các người không chạy thoát được đâu. Hãy đón lấy. Cầu lời, mau bắt lấy. Ngay bây giờ chúng ta mau chạy thôi. Nhưng mà con trưởng thôn, mau chạy thôi, còn ở lại thì không ai cứu nổi chúng ta nữa đâu. Trưởng thôn, cháu nhất định sẽ quay lại cứu ông. Nhận lấy đây này. Không thể tin được, có người bị hút vào trong quả cầu mất rồi. Không ngờ lại để bọn chúng chạy mất rồi. Cuối cùng thì ông ấy cũng không đuổi theo nữa. Sao vẫn chưa thấy bọn của Hạo Nguyệt nhỉ? Tàu sắp đến đây rồi.
Chúng ta phải mau nghĩ cách phá vòng vây để lên tàu thôi. Xông lên vượt qua họ thôi. Sấm chớp tóc tiên. Sói xám. Tèo rồi. Là bọn chúng. Mau bắt lấy bọn chúng. Mọi người mau lên tàu. Để tớ lên. Ha. Kỳ Vân Biên. Không ổn rồi, bọn chúng đang mở lòng ra. Bây giờ đã biết sự lợi hại của Kỳ Vân Biển rồi chứ. Cậu Lời, cậu đúng là tuyệt vời. Trùng hợp vậy, không biết anh ăn cơm chưa. Mau bắt bọn chúng về. Tàu chuẩn bị khởi hành, xin hành khách nhanh chóng lên tàu. Không được. Nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy, mình chỉ có thể nhất định phải đánh trúng nó. Sấm chớp tóc biến. Tức thật, lại để bọn chúng thoát rồi. Nguy hiểm quá. May là lần này Kỳ Lực chịu đánh ra đúng lúc. Các vị hành khách, xin vui lòng ngồi yên tại chỗ. Điểm dừng tiếp theo, Kỳ Hoa Trấn. Kỳ Hoa Trấn sao? Wow.